Năm nay là xuân kỷ hợi nhá, xin giới thiệu đây là cây đa làng Quýt. Cây đa cổ thụ luôn. Đấy, có nghìn năm tuổi. Cây đa này đường kính phải 20 người ôm. Đây là đình làng Quýt nhá. Cổng đình làng Quýt. Cây này không biết bao nhiêu người ôm. Đấy, hôm nay thời tiết nắng rất đẹp. Đấy, các cái vạt nắng này nhá. Đấy, lớp rêu này. Rêu đẹp chưa? Đấy. Lớp rêu rất là cổ kính nhá. Đấy, đây là ngôi đình. Ngôi đình làng Quýt. Nằm dưới hai gốc đa cổ thụ. Đó, đây gốc đa cổ thụ. Gốc đa này được Hội cây di sản Việt Nam này chứng nhận này. Đó. Hai cây đa lông. Đây, nằm trong cây đa làng Quýt này, nằm trong khu vực chân núi Ba Vì. Đây, cho các bạn thưởng thức này. Đấy. Thấy không? Thấy không? Cành tán sum suê. Đấy. Thấy không? Đẹp quá. Đây là những cái rễ của cây đa nó buông. À, đây là bậc bậc lên cửa đền, cửa đình, đình của làng Quýt, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đấy, đúng khe ánh nắng mặt trời nhá, mặt trời. Đấy. Đây là khu vực sân đình. Đấy. Ở phía trong là đình làng Quýt. Đây là ngôi đình đã có từ lâu. Đấy. Đấy. Khu vực bên trong thờ cúng thần thánh đình làng Quýt. Đấy, phía trước là cây, trước cửa đình là cây đa. Cây đa vĩ đại luôn. Mỗi năm mình đầu xuân năm mới về đây thắp hương thì cây đa nó đều nó to thêm một rất là nhiều. Cổ kính hơn rất là nhiều. Cây đa này nó mang sức sống mãnh liệt. Đó. Ấy chưa? Đây phía đằng sau là cũng có một cây đa lông nữa, cũng to, vĩ đại luôn. Đó. Đấy, những cái cây gì cái rễ nó buông xuống và nó buông xuống và nó phát triển bao qua tháng năm phát triển đấy, to thẳng như cây cổ thụ luôn. Cây đa này vài chục người ôm, vài chục người ôm không không xuể đấy nhá. Đây, rêu này đấy, rêu xỉ bám ở trên thân cây. Cây mốc meo à, thấy không? Bề thế không? Con thấy bề thế không? À. Tháng 5 người cứ đầu vào dịp đầu xuân thì vào ngày mùng 8 là ngày chính lễ hội của cây đa làng Quýt này. Đấy, đẹp không? Núi Ba Vì .com xin cung cấp và cập nhật thông tin giới thiệu về cây đa làng Quýt, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Các bạn xem video nếu mà thấy
Yêu thích đấy, con thằn lằn, con thằn lằn, con thằn lằn đó. Đấy, yêu thích, lúc đi gặp rắn thì may đây. Đó. Yêu thích thì ấn vào đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của núi Ba Vì.com nhá. Đó. Vào ngày mùng 8 tháng giêng này sẽ tổ chức lễ hội. Lễ hội rất là đông. Đó, thu hút được khách thập phương về đây chảy hội. Đấy. Trong lễ hội thì có các cái trò chơi dân gian. Đấy. Của người dân nơi đây. Và mọi người được thưởng lãm cái cây đa, hai cây đa cổ thụ này. Không biết biết bao nhiêu người ôm. Lớn quá. Đấy, bộ rễ ăn sâu. Đấy. Trước cửa đình là khoảng không bao la, đó là cánh đồng ruộng ở phía thung lũng. Thế còn đình ở trên cao. Đây là những cái dây nhỏ nhé, những cái dây rễ nhỏ của cây đa. Khoảng vài năm nữa thì nó lại to như những cái rễ này. Đấy, vài năm nữa nó sẽ to như cái rễ này. Đấy, đấy, nó thả dần đó. À. Cây đa làng quýt này nó nằm ở khu vực xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội và cách trung tâm thủ đô Hà Nội từ Bixi khoảng 40 km đi theo đường đại lộ Thăng Long.